Các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Honda CB150X 2022 vừa về đại lý tại Việt Nam. Cái chiếc Honda CB150X 2022 được nhập về tại Việt Nam sẽ có hai phiên bản đi kèm với mức giá bán từ 83 triệu đồng. Cuối tháng 2 năm 2022, cái lô xe Honda CB150X 2022 đầu tiên đã có mặt tại một đại lý xe máy trên đường Lê Văn Việt của thành phố Thủ Đức. Các chiếc xe này được phân phối bởi một đại lý tư nhân và được nhập khẩu từ thị trường Indonesia về Việt Nam. Các chiếc Honda CB150X 2022 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt 2031 x 796 như 1309 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt ở mức 1315 mm, cái có lượng ước 139 kg. Với mặt thiết kế cái chiếc CB150X 2022, em ấy được thiết kế thêm cách adventure lấy cảm hứng từ người đàn anh là cái chiếc CB500X. Cái mẫu xe này được trang bị một cái kính chắn gió phía trước nhưng loại cố định. Do nhập khẩu từ Indo về nên cái chiếc CB150X 2022 đã có sẵn cái lỗ ốc lắp cái biển số ở phía trước. Hệ thống treo con xe này tương tự cái dòng xe cào cào là CA150F. Phía trước dùng cho mình cái giảm sóc hành trình ngược của Supra SFBB với hành trình 150 m. Một hệ thống phanh trước dùng cái kẹp phanh là hai piston đến từ Nissin. Cả hai bánh đều tận dụng chung cái cỡ mâm 7 inch. Màn hình tốc độ của cái mẫu CB150X 2022 là cái loại điện tử đơn sắc quen thuộc được hãng Honda áp dụng trên rất nhiều cái dòng xe container của hãng Honda tại thị trường Việt Nam. Cái điểm đáng tiếc trên cái chiếc CB150X 2022 là thiếu đi cái nút tắt động cơ tạm thời. Trang bị này cũng rất phổ biến hầu hết các dòng xe container đang bán ở Việt Nam. Cái mẫu xe mới tận dụng cho mình chìa khóa cơ thông thường chứ không phải loại smart key. Thuộc là một cái dòng adventure nên cái chiếc CB150X được lắp sẵn một cái bộ ốp bảo vệ ở phía dưới động cơ. Một cái khoảng xe gầm của mẫu xe này đạt ở mức 181 mm. Phần yên được thiết kế khá dày tạo ra cái sự êm ái di chuyển những cái địa hình gồ ghề. Cái chi cơ yên dừng ở mức là 817 mm. Phần đuôi xe được vuốt nhọn tạo ra cái sự gọn gàng thể thao cho con xe. Toàn bộ hệ thống đèn trên cái chiếc CB150X 2022 đều ứng dụng công nghệ bóng đèn LED. Cái chiếc Honda CB150X 2022 được trang bị cho mình cái có động cơ xăng đơn chung tích thực 149,16cc làm mát bằng dung dịch. Cái có động cơ này tạo ra công suất là 15,6 lực, ở ngưỡng tua máy 9.000 vòng trên phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 13,8 Nm, ở ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút. Theo như chúng tôi đã chia sẻ thì đại diện Minh Long là đơn vị nhập khẩu cái chiếc CB150X 2022 cũng cho biết lô hàng đầu tiên đã có hơn là 300 chiếc với đủ hai phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt SE. Về mức giá bán của mẫu xe này là khoảng 83 triệu đồng. Hiện tại thì ở Việt Nam, cái chiếc Honda CB150X 2022 là một cái dòng xe adventure duy nhất trong cái phân khúc là 150cc. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.